Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Đinh và Đinh Lan. Hôm qua thì bà con đã thấy cái cảnh mà tên Võ Minh Điền tới đây chung với cái người coi như người vợ của mình tới đây khiêu khích Đinh Lan ha. Cô đó cũng là chủ cái kênh YouTube mà cô gái Băng Đô Official. Thì với những cái hành động mà đối diện quay trước cửa nhà Đinh Lan, nói Đinh Lan ghen tuông với cô đó, Đinh Lan là cái người mà bồ của Võ Minh Điền rồi tất cả mọi thứ. Hồi nào tới giờ á, tên Võ Minh Điền tấn công rất là nhiều người, ngang nhiên tới nhà nhà báo Hàn Ni rồi chửi người ta, kêu hô to rồi chỉ đạo đánh Hoàng Kim Dung, đánh con Hoàng Kim Dung, tất cả những clip đó đều thấy rồi. Cho nên là có nhiều người, nhiều khán giả lớn tuổi nói là Đinh Lan nóng vội quá, sao ở trong nhà giống như nhà báo Hàn Ni đi, mở nhạc rồi mở rượu vang lên uống. Đinh Lan nói nghe như thế này: năm lần tên Võ Minh Điền này tấn công nhà Đinh Lan, và ngày 10 tháng 2 em Phi Thiên Ân đã chở Đinh Lan lên công an quận Gò Vấp để nộp đơn tố cáo về cái việc là đã tấn công nhà Đinh Lan ngày 9 tháng 2 mà công an phường 6 quận Gò Vấp đã không gửi toàn bộ thông tin lên là tên Thịnh đánh, tên Chuyện Đời Thường quay phim và Võ Minh Điền cầm đầu 10 YouTuber là làm nhục chị Đinh Lan. Nếu như chiếu theo cái luật hình sự thì bao nhiêu phần trăm cá nhân đánh nhau, bao nhiêu phần trăm mới khởi tố vụ án. Đằng này có tổ chức thì không đợi cái mức phần trăm cao mà vẫn khởi tố vụ án. Nhưng mà công an phường 6 quận Gò Vấp ngày 6 tháng 2 đã không báo cáo sự việc này lên cho công an quận. Đó là một cái việc làm thiếu cái như là tính khách quan của công an phường 6 quận Gò Vấp. Thì tiếp đó tới ngày 10 tháng 2 Đinh Lan nộp đơn tố cáo. Rồi ngày 11 tháng 2 lúc 10 giờ 23 phút đêm thì tên Võ Minh Điền chạy xe hơi còn cùng 3 xe máy là tổng cộng 6 người thanh niên chỉ vô nhà Đinh Lan đe dọa giết người. Rồi tới ngày 14 tháng 2 nó cũng tới quán cà phê, nó cũng làm như ngày hôm qua, khiêu khích quay clip rồi đủ thứ, xong sau đó lại lên ô tô nhấn chuông nhà Đinh Lan rồi kêu cửa, rồi đầu nói là Đinh Lan trả nợ là tên Võ Minh Điền, xong sau đó lên xe hơi chạy vòng rồi có tấn công vô trong nhà nữa là ngày 14 tháng 2. Rồi ngày 5 tháng, những ngày tiếp đó là ngày 5 tháng 3 nó đi nó đe dọa clip rõ ràng đe dọa giết Đinh Lan, làm nhục Đinh Lan, cho hai người phụ nữ tới lột quần lột áo để quay phim, nói là Đinh Lan giật chồng của hai người phụ nữ đó. Cho nên là ngày 5 tháng 3 thì nhà Đinh Lan bị tạt nước sơn và mắm tôm. Chính đoàn là trong buổi chiều cùng ngày đoàn điện thoại báo cho Đinh Lan biết về cái việc rằng đã bắt được hai tên đập mắm tôm. Công an đang đợi công an quận gửi giấy mời Đinh Lan lên để cung cấp thêm thông tin để khởi tố cái vụ án tạt nước sơn và mắm tôm. Nhưng mà đến cuối cùng thì không có gửi. Nhưng lý do tại sao mọi người cứ chắc Đinh Lan là tại sao những cái việc của công an làm cứ bô bô ba ba trên mạng như vậy? Chính vì Đinh Lan bô bô ba ba trên mạng như vậy, để bên phía công an có muốn giấu nhẹm cái việc này đi cũng không dám giấu. Nếu như Đinh Lan không nói cái ngày 9 tháng 2 tấn công chị gái Đinh Lan thì bây giờ báo chí và bà con dân chúng chỉ biết được là chỉ có tên Thuận đánh nhầm chị gái Đinh Lan về cái việc mà nợ nần thôi. Thứ nhất là tụi nó chủ yếu tới đây là tấn công Đinh Lan, nhưng vì thấy thì Đinh Lan không xuất hiện, Đinh Lan cũng ở trong nhà, cũng nghe lời mọi người khuyên bảo là ở trong nhà và không ra đối đầu với bọn chúng, thì đoàn cảnh sát khu vực có kêu Đinh Lan ra để gặp bọn chúng. Thì Đinh Lan đã nói rồi, trong hoàn cảnh mười mấy quay của YouTuber chỉ vô Đinh Lan chỉ là để làm nhục, để xuyên tạc mà Đinh Lan nợ nần rồi bị công an bế lên phường. Giống như hôm qua tên Võ Minh Điền cũng vậy, quay clip nói là Đinh Lan bị bế lên phường đó. Cho nên Đinh Lan không muốn gặp như vậy. Nếu Đinh Lan nợ tên Thịnh thì tên Thịnh nộp đơn tố cáo tại công an phường 6 quận Gò Vấp thì chỉ có Lan với tên Thịnh đó. Nhưng lần này Đinh Lan không có nợ tên Thịnh, cho nên 10 YouTuber này không được quyền tổ chức tới nhiều lần được làm nhục nhà Đinh Lan. Thì bà Nguyễn Phương Hằng đã thuê đám này, nhưng mà đám này đã làm việc coi như bất chấp, chỉ cần tiền thôi, cũng không khai bà Võ Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng ra. Tại vì Đinh Lan là người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, trong 6 người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, cho nên bà Nguyễn Phương Hằng thuê những cái nhóm YouTuber này cầm đầu là tên Võ Minh Điền tấn công gây ra 7 nạn nhân
rồi. Thứ nhất Đinh Thị Lan, thứ hai chị gái Đinh Thị Lan là Đinh Thị Chiên, thứ ba là Nguyễn Trường Giang ở Hậu Giang là chủ kinh Thám Tử Cao. Tên Võ Minh Điền cũng phun nước miếng kéo một đoàn người tới nhà người ta ở Hậu Giang làm tắc qua tắc quái ở dưới. Rồi đó là người thứ ba. Thứ tư là nhà luật sư Thanh Trần ở An Phú Đông quận 12. Thứ năm là em Phi Thiên Ân, chủ kênh của anh chàng bán rau và Phi Thiên Ân TV. Rồi là thứ năm. Thứ sáu là nhà báo Hàn Ni. Xong sau đó thứ bảy ở Tân Thuận Đông quận 7. Thứ bảy là cô Hoàng Kim Dung. Thứ tám là con trai của Hoàng Kim Dung 15 tuổi. Chính tên Võ Minh Điền này là chỉ đạo kêu Kim qua đây, kêu cái cô Kim đi chung để mà tấn công Hoàng Kim Dung, đánh Hoàng Kim Dung. Thằng bé nó không hề gì, nó chỉ nhìn mẹ nó bị đánh thôi, mà cũng mấy người đàn ông, đàn bà túm đặt thằng bé. Trên clip nó đầy đủ bằng chứng, tên Võ Minh Điền là cầm đầu cho vụ tấn công mẹ con Hoàng Kim Dung ở trước cửa nhà báo Hàn Ni. Là thứ 8. Thứ 9 là Lê Minh, là chủ cái kênh vợ chồng Lê Minh ở Tây Ninh. Như vậy toàn bộ những clip ghi lại thấy tên Võ Minh Điền này cứ tấn công những người mà phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên mà cái hành động hôm nay thì quá rõ để mà khởi tố hình sự tên Võ Minh Điền. Nhưng lý do tại sao công an quận Gò Vấp và chủ thể là công an phường 6 quận Gò Vấp không có điều tra chuyện này. Cho nên hôm qua khi tên Võ Minh Điền tiếp tục lần thứ 5 tới nhà Đinh Lan để mà làm nhục Đinh Lan, khiêu khích giống như cái ngày 14 tháng 2, cho nên Đinh Lan đã báo cho anh Thành, trưởng công an phường 6 quận Gò Vấp. Anh Thành có cho người xuống, 4 công an xuống, nhưng đến cuối cùng thì sao? Khi mời Đinh Lan lên thì tụi nó lại quay YouTube, nè Đinh Lan bị Điền Võ bế lên phường ha. Rồi quay clip lại xuyên tạc cái cảnh là hình ảnh công an và hình ảnh Đinh Lan ngồi lên chiếc xe của đứa em Đinh Lan chở Đinh Lan lên trên phường. Tụi nó đi xuyên tạc. Nhưng khi vào công an phường, mình đã nói rồi, mình tố cáo hai vợ chồng này đã đến chỗ nhà mình khiêu khích làm nhục mình. Là cái cô chủ kênh băng, cô gái băng đô official và tên vợ Điền Võ và Điền Võ Vlog này. Rồi cộng thêm hai kênh của Tí Chuột TV. Rồi một cái kênh nữa, Đinh Lan không có nhớ là tên kênh gì. Cho nên là 5 người chủ 5 kênh YouTube đã tới nhà Đinh Lan quay clip nói Đinh Lan thế này thế nọ, làm nhục Đinh Lan, rồi nói Đinh Lan hai người phụ nữ đó mục đích tới đây. Chiếu theo cái việc mà tên Võ Minh Điền nói là có hai người phụ nữ tố cáo Đinh Lan giật chồng của họ, ngày hôm nay lại tới. Nếu như Đinh Lan đó, khi trong đoạn clip bà con có nhớ không, tên Võ Minh Điền nói, hôm nay có mấy anh tới rồi nó mới bước ra, chứ nó mà bước ra đập nó chết mẹ đó. Đó. Cho nên trên sóng của Đinh Lan có quay lại cái đoạn clip, nó cũng ngang nhiên đe dọa, coi như là xử Đinh Lan, giết Đinh Lan, rồi tấn công Đinh Lan, làm nhục Đinh Lan. Và nó trên clip có ghi lại cái cảnh là nó tuyên bố là có hai cái người mà đàn em đã nợ tiền của tên Điền Võ, Võ Minh Điền, thì bây giờ hãy coi như là đánh Đinh Lan đi, rồi đập 10 cái dép vô mặt Đinh Lan, quay clip trừ nợ, thậm chí còn cho thêm 10 triệu. Clip đó thì Đinh Lan có gửi hết cho công an phường 6 quận Gò Vấp. Nhưng lý do tại sao khi mời lên, chưa làm xong hồ sơ, chưa làm gì hết trơn, mời lên vậy, mình đang ngồi mình làm thủ tục của họ là họ ghi biên bản lấy lời khai ha, rồi lập cái biên bản, thì đằng này đang ngồi ghi vậy đó. Thế là Điền Võ nó, Võ Minh Điền chung với cô gái kia, lúc mà Đinh Lan nói là Đinh Lan tố cáo luôn cô gái này là chủ cái kênh cô gái băng đô của Đa Lai Chim trực tiếp của Sĩ Ngọc Đinh Lan nha. Rồi thì bắt đầu ở bên đây làm giải vây liền. Thế là tên Võ Minh Điền vào trong phòng trong với cái anh chàng mà công an mập đó, vào trong phòng trong, lúc lâu sau là cắp cái cặp tác bước lên xe hơi nghênh ngang đi, nói là công an cho về, bây giờ giữ mình lại vì mình là người phạm tội. Ủa tại sao vậy? Tên Võ Minh Điền là người đe dọa giết tôi, tấn công nhà tôi, lần này là lần thứ 5 rồi. Tôi đã nộp đơn tố cáo lên công an quận, thì ngày hôm nay cậu công an bảo, ơ chị ngồi đó, chị làm đơn tố cáo đi. Nó tôi đã tố cáo rồi, và hai lần nó tấn công nhà tôi đã báo cho anh Thành, trưởng công an phường 6 quận Gò Vấp rồi. Cho nên là những hồ sơ đó đầy đủ, những hồ sơ đó, nhưng mà ngày hôm nay người ta làm cái gì vậy? Người ta không có tội gì thì cho về. Nếu mà công an nói như vậy là công an hoàn toàn là
đang bao che, công an phường 6 quận Gò Vấp đang bao che cho tên Võ Minh Điền. Nhưng tôi không có coi như khoét sâu cái chuyện công an nữa. Ngày hôm nay tôi để cho cộng đồng mạng thấy một điều rằng là bà Hằng nói lấy tiền che thân là như thế nào. Việc mà tên Võ Minh Điền ngang nhiên tấn công chỗ này chỗ kia, bà Nguyễn Phương Hằng ngang nhiên tới cái nhà của nhà báo Hằng Nghi ở Tân Thuận Đông quận 7, rồi công an phường lên mời lên lập biên bản để chủ yếu là kêu Hằng Nghi lên công an theo bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng đến cuối cùng Hằng Nghi không bước ra khỏi. Nhưng ngày hôm nay Đinh Lan vẫn bước ra. Mọi người có thể nói là Đinh Lan là người dở quá, tại sao lại bước ra vậy, hãy bắt trước Hằng Nghi hoặc là bắt trước nhà báo Đức Hiển hay là giới nghệ sĩ, không thèm đếm xỉa gì tới nó, cứ ở ngoài nó làm nhục gì kệ nó thoải mái. Nhưng Đinh Lan muốn chấm dứt chuyện này, một lần đối diện trực tiếp với tên Võ Minh Điền để chi? Để nó không tiếp tục đến đây nữa. Nếu như lần này tất cả mọi thứ đã hiện rõ rành rành, cộng đồng mạng ở Việt Nam lẫn trên toàn thế giới thấy cái cảnh nó tới nhà Đinh Lan vô lý, cái chuyện quay clip uống cà phê không làm gì hả, anh đang làm nhục người ta, anh cách nhà của người ta 10 mét để anh quay phim thẳng nhà người ta, và anh nói tên tôi, anh nói đủ thứ, tôi ghen này nọ, tên Võ Minh Điền nói như vậy, rồi cô gái băng đô nói là tôi là người khùng điên này nọ, hay rồi làm clip kiếm tiền câu like câu view, đó là một hành động gì ta, coi như làm nhục người khác, pháp luật không cho phép. Cho nên Đinh Lan phải bước ra ngoài để mà khi có công an đến đúng, tên Điền nói nó không bao giờ nó dám bước ra đâu, có công an đến nó mới dám bước ra, chứ nó bước ra là tôi đánh chết mẹ nó. Cho nên ngày hôm nay Đinh Lan thấy công an đến, Đinh Lan mới bước ra để chi biết không, một lần đối diện trực diện với tên Võ Minh Điền, để từ nay trở đi nó không bao giờ dám tấn công nhà Đinh Lan nữa, và không bao giờ đã dám tấn công nhà bất cứ một người nào nữa. Thì phải nói, nếu như bà con nhìn vào kết cục vấn đề, bà con phải thấy là cái việc Đinh Lan làm ngày hôm nay mất uy tín, mất danh dự, ảnh hưởng đe dọa tới gia đình bản thân rất là nhiều, thiệt hại về kinh tế cũng rất là nhiều. Nhưng mà phải có một người như Đinh Lan thì họa chăng sẽ dẹp được cái đám mà coi như là cầm đầu gọi là tên Võ Minh Điền này. Tại vì nếu như Võ Minh Điền hồi hôm qua, hôm kia cũng đến nhà quay phim nhà báo Đức Hiển ha, ngang nhiên như vậy, không được quyền cái việc mà sỉ nhục người này người kia trên cái kênh của vợ của Võ Minh Điền á, là cô gái băng đô official, cũng chửi rủa nhà báo Đức Hiển, cũng chửi rủa nhà báo Hằng Vi đó, còn cái kênh trên đường Võ cũng là chửi rủa, rồi là chửi rủa Lê Minh, coi nên là bọn chúng là một nhóm YouTube với nhau để chi? Bà Hằng không đồng ý người nào là đám này sẽ đi là làm nhục người ta đó. Cho nên là bà Nguyễn Phương Hằng không dám đến đây, chỉ sai cái bọn kia tấn công Đinh Lan thôi, là tại vì bà con biết sao, tấn công giới nghệ sĩ thì bà được những cái fan hâm mộ, còn tôi là người bình thường, tấn công tôi đâu có được cái gì. Với lại bà Nguyễn Phương Hằng có một cái điều như thế này nè, gọi là tôi không phải là cá cược. Nếu bà Hằng thực sự là Hằng Canada thì bà Hằng hãy chìa ra tờ giấy, tôi với bà sẽ so nhau về cái tờ giấy của lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tôi với bà so với nhau, miễn mà tôi có, bà không có thì từ nay chuyến đi bà Nguyễn Phương Hằng câm cái mồm lại, đừng lên trên mạng nổ này nổ nọ, đừng hùng sòn cả rổ sổ đỏ cân ký. Hiện tại bây giờ một năm trôi qua người ta không xử lý bà là vì sao? Vì để cho bà chịu cái tổ chức pháp luật, những cái gì bà lấy tiền của nhà nước, của nhân dân, bà buộc phải trả lại cho nhà nước. Hiện tại bây giờ hôm qua có cái thông tin là Đinh Lan nói nhầm về một ngày, một tháng lỗ 500 triệu. Thì bà Hằng, cái bản tính của bà Hằng luôn luôn coi clip của Đinh Lan, thấy Đinh Lan nói là một tháng lỗ 500 triệu, một năm lỗ 60 tỷ. Bà Hằng trình độ nó lớp 3 thì khi bà tính con số luôn luôn lúc nào cũng vậy. Tính con số, bà không biết tính. Một tháng lỗ 500 triệu, 12 tháng, một năm mà lỗ 60 tỷ. Dạ. Bà phải biết tính này, 500 triệu thì 1 tháng 500 triệu thì 2 tháng nó mới có 1 tỷ à, 12 tháng thì 6 tỷ, bà nói thành 60 tỷ. Đó là một cái thứ, cái thực sự là bà không có kiến thức. Cho nên Đinh Lan nói nhầm là 1 tháng lỗ 500 triệu, chứ thực sự 1 ngày khu du lịch Đại Lan mở cửa ra 1 ngày lỗ 500 triệu là vì sao? Những chi phí quản lý, chi phí nhân sự,
chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí cho thú ăn phục vụ trong đó bao 450 hecta, một ngày lỗ 500 triệu. Đó là thông tin trên báo đăng. Hiện tại khu du lịch Đại Nam đem thế chấp cho ngân hàng lãi ngắn hạn và dài hạn, tổng số nợ của năm ngoái nợ gốc là 4.950 tỷ của ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank. Hơn một năm qua bà Hằng không đóng được lãi, cho nên tổng số nợ mà đem thế chấp ở ngân hàng hơn 7.000 tỷ đến hạn thanh toán. Cho nên đó là mới một mình khu du lịch Đại Nam thế chấp để vay tiền ngân hàng để làm cơ sở hạ tầng cho khu dân cư Đại Nam. Cho nên là bây giờ tổng số nợ ở các nơi nữa thì những cái sai phạm hơn 30.000 tỷ. Tiền đó là tiền của ai? Tiền của ngân hàng. Tiền của ngân hàng là của ai? Của nhà nước. Mà của nhà nước là của ai? Là của nhân dân. Cho nên đó là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng đừng có lấp liếm cả vú lấp miệng em. Hãy trả nợ cho nhà nước, chính là trả nợ cho nhân dân. Còn bây giờ một năm trôi qua, theo như kênh Phan Phong TV nói, Đinh Lan nhắc lại nha, một ngày lãi ngân hàng lên đến 5 và 6 tỷ đồng. Bây giờ Đinh Lan chọn số 5, thì một năm có 365 ngày, thì tổng số lãi của ngân hàng bà Hằng phải trả trong một năm qua là 18 tỷ 250 mấy triệu đồng. 18.250 tỷ. 18.250 tỷ, một ngày 5 tỷ thì là 18.250 tỷ. Bây giờ gia hạn thêm 2 tháng nữa, có nghĩa rằng phải tốn 300 tỷ nữa, thì tổng số tiền lãi ngân hàng đã lên đến 18.550 tỷ, cộng với số nợ gốc hơn 30.000 tỷ. Thì như vậy sao? Tổng hai số nợ gốc và lãi tổng cộng lên hơn 50.000 tỷ. Như vậy tiền đó là tiền của ai? Tiền của nhà nước. Nếu như bà Hằng không trả lại thì đi tù. Nhưng không phải đi tù là xong. Đi tù xong về số nợ là của ai? Tại vì đất đai thế chấp để đi vay ngân hàng, đất đai là đất thuê chứ không phải là tài sản cá nhân để mà phát mãi. Cho dù có bắt đi tù đi chăng nữa vẫn phải tìm cái cách nào đó để cho vợ chồng này khui ra coi tiền đem đi nước ngoài bằng cách nào. Thì Đinh Lan chính là người báo cho công an biết là bà Hằng năm 2015 khi mua quốc tịch đảo SIP đã dùng cái thông qua hệ thống đồng tiền ảo OneCoin của Lê Sơn Minh Quốc Hưng, là người ở Bình Dương quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng, để mua những mã code chuyển hàng nhiều ngàn tỷ đồng qua bên phía bên SIP để chi? Để mua quốc tịch để đầu tư bên đó. Như vậy mua mã code thì ông vợ chồng Dũng Hằng chuyển tiền cho Lê Sơn Minh Quốc Hưng mua những mã code, và khi lập lại những mã code bên dưới thì con chuột ác đầu ở trên sẽ nhận được 75% hơi hồng đẩy ngược lên trên đây. Thì trong tài khoản đó có tiền bắt đầu mua lại những mã code, thì những mã code đó bán ngược trở lại cho các cái hệ thống bên dưới, nó quy đổi ra cái mã code là tiền Việt trở thành mã code tiền đô ập vào trong tài khoản đó. Thì ở bên phía đầu bên Mỹ, vợ của Lê Simon Quốc Hưng là người quốc tịch Mỹ đó, đã lấy số tiền đó chuyển qua bên phía kia, qua bên đảo SIP. Đó là tôi, Đinh Lan, đã báo cho bên công an A84 an ninh tiền tệ biết về việc nguồn tiền của vợ chồng Dũng Hằng chuyển ra nước ngoài theo qua hình thức gì? Đồng tiền ảo OneCoin. Bà con cứ nhớ đi, khi mà năm 2019 có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên, thì trong những cái clip trước bà Hằng luôn luôn tố cáo ông Võ Hoàng Yên là cầm đầu trong cái việc mà đồng tiền ảo OneCoin đó. Nhưng thực sự khi mà ông Võ Hoàng Yên quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, thì ông Dũng Hằng này mới mời Võ Hoàng Yên tham gia vào cái đường dây mà đồng tiền ảo OneCoin. Tại vì dưới lúc đó thì là thần y, cho nên rất là nhiều người tin tưởng. Bây giờ thầy mà cứ đầu tư ở đâu thì những cái người mà ủng hộ thầy sẽ mua cái mã code dưới thầy. Thì như vậy thì sao? Ông Dũng là voi ở trên thì sẽ được khơi hồng từ cái hệ thống của ông Võ Hoàng Yên. Đó là lý do tại sao trong các clip lần trước bà con cứ nghe bà Nguyễn Phương Hằng cứ nói ông Võ Hoàng Yên là trong đường dây đồng tiền ảo OneCoin. Không phải đâu, đồng tiền ảo OneCoin do chính vợ chồng Dũng Hằng là người đầu cái hệ thống đồng tiền ảo OneCoin để chuyển tiền qua nước ngoài.
Cho nên những cái clip mà Đinh Lan nói như vậy là cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để biết về về cái thủ đoạn chuyển tiền ra nước ngoài của vợ chồng Dũng Hằng đó. Thật sự mạng ai cũng vậy, một lần để sống, một lần để chết. Nếu như việc Đinh Lan đối đầu trực diện với bà Nguyễn Phương Hằng, đối đầu trực diện với tay sai bà Nguyễn Phương Hằng là tên Võ Minh Điền, cùng với những cái YouTuber mà do Võ Minh Điền tới ngang nhiên ngày hôm qua, thì đó là một cái việc nếu như Võ Minh Điền lại tiếp tục tới đây mà công an phường 6 quận Gò Vấp không giải quyết, thì lúc đó thì bà con sẽ biết ngay một điều rằng sẽ có sự can thiệp của nhân quyền vào Việt Nam mình. Tại vì rõ ràng mục đích chủ yếu của bà Nguyễn Phương Hằng là lấy tiền che thân, nhưng ngày hôm nay những cán bộ tha hóa biến chất nào của công an phường 6 quận Gò Vấp tiếp tay cho cái hành động của Võ Minh Điền. Tại vì trên nguyên tắc khi mà anh bị người ta tố cáo từ ngày 10 tháng 2 thì hôm qua là sao? 11 tháng 3 rồi, có nghĩa là sao? Hơn một tháng trôi qua thì tất cả mọi việc đã được thụ lý. Người đe dọa giết người, đe dọa tấn công Đinh Lan nhiều lần, ngày hôm nay đã kêu nói tới rồi, tại sao không lập biên bản, không làm tất cả mọi thứ mà lại cho về, trong khi tôi vẫn còn ở lại ngồi phải viết cái tường trình, phải làm cái biên bản rồi lấy lời khai tất cả mọi thứ, tại sao cho vợ chồng tên Điền về, tên Võ Minh Điền về? Có phải là sai phạm của công an phường 6 quận Gò Vấp không? Ngày hôm nay Đinh Lan phải một lần để đối đầu như vậy, Đinh Lan không thưa. Đinh Lan không thua, không khiếu nại, không tố cáo gì công an phường 6 quận Gò Vấp cả. Nhưng tôi để cho cộng đồng mạng, bà con trên toàn thế giới nhìn vào việc làm đó ngày hôm nay để biết được rằng không biết cái thế lực bà Nguyễn Phương Hằng được kéo dài bao lâu. Tôi chịu ăn ức cũng được, ok, tôi chịu một cái sự mà cô lập từ phía công an phường 6 quận Gò Vấp cũng được. Bây giờ các kênh YouTube khác bảo rằng ồ thấy Đinh Lan đối đầu với bên phía công an như vậy thì sợ liên lụy. Dạ, rõ ràng tình huống hôm qua bà con thấy rồi, lý do tại sao cái người mà tôi tố cáo đe dọa giết tôi, tấn công 4 lần, lần này là lần thứ 5 tấn công vào nhà tôi ngang nhiên như vậy mà công an phường 6 vẫn không có lấy lời khai, ghi biên bản cả hai vợ chồng luôn, lại để cho cả hai vợ chồng đi về, rồi đi lên trên mạng lại xuyên tạc là Điền Võ bế Đinh Lan lên phường rồi công an cho nó về. Ủa, vì nó có cái cuộc hẹn, có lý do chính đáng, cuộc hẹn với mấy người Trung Quốc. Ủa, công an Việt Nam, cụ thể là công an phường 6 quận Gò Vấp, khi đối tượng mà đã bị tố cáo như vậy thì mình phải lập biên bản lấy lời khai hết. Anh bận công việc gì đó là chuyện của anh, nhưng ngày hôm nay anh tới đây tiếp tục mà người ta đã nộp đơn tố cáo anh rồi, thì bây giờ anh phải ở lại để cùng giải quyết vấn đề, chứ không thể nào mà tự nhiên cái mình tố cáo người ta. Bà muốn giống như bà Hằng vậy đó, người tố cáo thì lại cuối cùng lại bị tội. Anh tố cáo sai thì anh mới bị tội, còn tôi ngày hôm nay tố cáo sai hay đúng, tên Võ Minh Điền đã gây ra bao nhiêu, không phải 7 nạn nhân mà 8 nạn nhân rồi, bị anh chàng ta tấn công rồi, ở tất cả từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến các tỉnh rồi. Như vậy thì đã đủ chứng cứ để khiến để khởi tố tên Võ Minh Điền chưa? Lý do tại sao vậy? Còn cái việc mà công an bảo rằng ai nói bằng chứng nào Võ Minh Điền là người Tạc Đức Sơn, tôi không nói bằng chứng là Võ Minh Điền là Tạc Đức Sơn, nhưng mà bên kênh công an quận đã bắt được hai cái tên Tạc Đức Sơn quá rồi, bây giờ lại làm sao lại ém nhẹm cái vụ này, cái vụ tấn công chị gái Đinh Lan cũng đã ém nhẹm, ngày hôm nay cái vụ này nữa, khi anh không được quyền, khi anh bị người ta tố cáo là anh đe dọa giết người ta ha, anh làm nhục người ta rất là nhiều lần, lần thứ 5 rồi, công an xuống thì đáng lẽ phải mời người ta lên, mời cả hai bên lên, ok tôi lên, lý do tại sao tên Điền vô ngồi chút xíu rồi lại đi về một cái được, có một cái đặc quyền gì vậy? Công an phải làm mọi thứ rõ ràng, đừng có để cái chuyện mà cái lời tuyên bố của bà Hằng lấy tiền che thân là sự thật. Rồi bà Hằng nói luôn á, nè một năm nay nè cô chửi như vậy đó, cô chửi luôn với bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Đoan luôn á, nhưng mà cũng không ai dám làm gì, cho nên là các con yên tâm, các con cứ
cứ triệt lương đi rồi mời công an để cho bả lo. Ủa, có tiền không lo đi làm từ thiện đi Nguyễn Phương Hằng, có tiền không lo những làm giúp ích cho đời, mà có tiền chỉ để thuê cho những cái bọn này đi tấn công người này người kia hả? Như vậy mà mở miệng ra là yêu nước thương dân hả? Hôm qua bà Hằng livestream nói rằng tao mà đi ra nước ngoài rồi là tao về tao sẽ chửi Việt Nam này dữ dội. Ủa, tất cả những cái clip mà bà chửi Việt Nam này như thế nào á thì đều lưu lại hết nha. Cho nên là cứ chửi bới đi, càng chửi bới thì càng nặng tội Nguyễn Phương Hằng. Còn cái đám Võ Minh Điền ngày hôm nay Đinh Lan phải ra đối đầu với bọn chúng để chi? Để cho tụi nó bớt tắc quay tắc quái. Thì Đinh Lan tin chắc một điều rằng sau việc này công an phường 6 quận Gò Vấp sẽ phải trả lời với nhân dân về cái việc làm là lý do tại sao để tên Võ Minh Điền này là cái người mà Đinh Thị Lan tố cáo từ ngày 10 tháng 2 hơn một tháng sau mà vẫn để cho nó tắc quay tắc quái, nó không có cái quyền. Nếu như anh đang là cái người tôi tố cáo, bà Phương Hằng bà làm điều đó nhưng nhà nước các cơ quan không xử lý là Hằng Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng lại tới kiếm chuyện với người ta rồi gặp mặt. Ngày hôm nay tôi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng thì Võ Minh Điền lại tới, thì tôi nộp đơn tố cáo Võ Minh Điền thì Võ Minh Điền không được phép tới đây nữa. Lý do tại sao mà vẫn ngang nhiên tới đây, nó có cái quyền gì? Cửa nhà tôi quay nói tên tôi, xúc phạm lăng nhục tôi tại cửa nhà tôi, khiêu khích tôi. Như vậy mà công an không sự công an phường 6 quận Gò Vấp không thụ lý thì thưa anh, các anh có vấn đề gì ở đây? Còn vụ tạt nước sơn mắm tôm vào nhà tôi như vậy, các anh lập biên bản xong đưa lên trên quận thì nói ok, vụ đó tôi chuyển lên quận rồi là tôi hết trách nhiệm. Không có chuyện hết trách nhiệm. Hàng ngày nó tấn công cho tôi cả tháng liên tục. Bây giờ rõ ràng những cái chứng cứ thể hiện ra rõ, camera của tôi có quay lại bằng chứng luôn. Thằng Võ Minh Điền lảng vảng vào nhà tôi và chiếc xe đỏ nó đậu trước cửa nhà tôi, camera ghi thêm cái cảnh đó, rồi những chiếc xe máy tới tấn công, đe dọa, camera ghi lại đầy đủ. Như vậy không là bằng chứng là cái gì? Thật sự là bất mãn thì có bất mãn, nhưng với một cái tinh thần yêu nước, Đinh Lan cũng không để cho ông xã làm cái việc này theo cái hướng nhân quyền. Mà tôi vẫn đợi chịu nhịn chịu nhục để cho tới cuối tháng 4 thì kết thúc cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng, lấy mong hy vọng rằng lấy lại được đồng nào cho nhà nước, để nhà nước chúng ta có những cái phòng chống dịch tốt hơn. Tại vì bây giờ thu hồi đất đai của Huỳnh Uy Dũng rất là nhiều. Bà con nghĩ coi, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, khu du lịch Đại Nam 450 hectare, khu dân cư Chân Thành Bình Phước rất là nhiều đất đai, rồi khu đất vàng Thủ Dầu 1 nhiều lắm bà con, rồi 105 hectare của cái đất của cái khu mà nhà ở công nhân mà muốn chuyển thành đất thương mại để bán được 40-50 ngàn tỷ á, thì đất đó thì không được cấp phép. Cho nên là ngày hôm nay, tại vì tất cả những cái điều sai phạm của họ, họ buộc phải thu hồi lại những cái tài sản đó thôi. Bây giờ bà bán bây giờ cũng không ai mua, vợ chồng Dũng Hằng bây giờ có bán những Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 cũng không ai dám mua, vì mua những cái mảnh đất đó nó cũng máu me. Còn cái việc mà sang nhượng lại toàn bộ công ty cổ phần Đại Nam cho đến giờ phút này cũng không ai dám dúng tay vào đó. Ở Việt Nam thì không có doanh nghiệp nào dám đứng ra mà mua lại những cái mảnh đất máu me, mua lại công ty cổ phần Đại Nam, chỉ còn ở bên nước ngoài. Nhưng nước ngoài đứng sau đó là ai còn phải điều tra xét hỏi lại, tại vì những cái dự án không được quyền sang nhượng, chỉ sang nhượng công ty thì được, sang nhượng nợ thì được, nhưng mà không sang nhượng được dự án, vì đó là đất của nhà nước chứ không phải đất của cá nhân ông Dũng, để ông Dũng có thể quy đổi thành tiền, có thể là đem tài sản, như bà Hằng tuyên bố là đem tài sản đi nước ngoài, bà Hằng tuyên bố là từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Bà từ bỏ hay không, hay là bà được cái sự bảo lãnh để được trục xuất đi, chả ai trục xuất bà cả, vậy và chả ai bắt bà cả. Một ngày bây giờ bà cứ im một ngày là một ngày 5-6 tỷ tiền lãi cho ngân hàng, cứ kéo dài thêm mấy tháng nữa ai là vợ chồng bà thôi,
vợ chồng bà phải buộc phải trả tiền cho nhân dân thôi đó, còn không trả được tiền thì đi vô tù và bị thu hồi hết tài sản. Những tài sản đó ngân hàng được phép phát mãi chuyển cho đơn vị mới với cái sự coi như là hợp pháp về mặt pháp luật. Cho nên là bây giờ không trả thì thu hồi hết tài sản lại thôi. Nó sẽ là một vụ án rất là lớn, chấn động Việt Nam trên toàn thế giới về những tài sản của vợ chồng Dũng Hằng đã chiếm đoạt của nhà nước ha. Đây là số nợ của vợ chồng Dũng Hằng đã chiếm đoạt nhà nước. Tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi có hai số Zalo, nếu trang YouTube này mất đi thì bà con truy cập vào Zalo 0976863368 và 0931208805 để lấy đường link của trang YouTube mới. Đinh Lan không hoạt động YouTube nhưng chỉ là để báo cáo tình hình cho bà con về những cái tiến độ trong cái 6 đơn tố cáo. Vì Đinh Lan, nhắc lại, Đinh Lan là 6 người, một trong 6 người đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vợ của Dũng Lò Vôi, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni, Đinh Thị Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, là 6 người đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các tội danh 155, 156 và 331. Dạ, xin chào mọi người.